Xin kính chào quý vị và các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trên màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem là một chiếc xe ở cái phân khúc hạng C, sedan. Đó chính là chiếc xe Hyundai Elantra. Chiếc xe được sản xuất năm 2014 và là cái phiên bản 1.6 số tự động ạ. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội từ năm 2014 và đã lăn bánh được 6,5 km rồi. Thì chiếc xe này chúng tôi đang bán tại cửa hàng tôi với giá là 486 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua cho gia đình của mình một chiếc xe sedan hạng C và cái tầm tiền 486 triệu đồng thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Elantra 1.6 số tự động 2014 này ạ. Và hiện tại cửa hàng chúng tôi còn đang có rất nhiều mẫu xe sedan ở phân khúc hạng C này, ví dụ như Kia Cerato. Chiếc xe được Kia Cerato có cả phiên bản 1.6, phiên bản 2.0 số tự động ạ, và còn rất là đẹp. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua, bán hoặc trao đổi xe ô tô thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở dưới phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.